cửa hàng độ đèn xe máy Son Anh. Xin chào quý vị. Đây là trước video của các bạn đang xem á, là chiếc xe Jupiter GC năm 2010 cho đến năm 2013, độ một cặp billet titan bách nhiệt màu 5000K ha. Độ sáng khủng. Đó, ok, đây là chiếc Jupiter mà mình làm lần đầu tiên luôn, rất là đỉnh đó các bạn thấy không? Độ sáng nè, lên một cặp billet titan bách nè, anh trai nè ở Tiền Giang Gò Công Đông quý vị nha. Lên làm ha. Đó. Anh trai gửi nguyên chiếc xe Jupiter làm full đèn, đi sạc Exeter 150 quý vị nha. Đây là sạc Exeter 150 sẽ tải đủ một cặp billet titan bách ha. Rất là khủng luôn quý vị ơi. Ok, quá tuyệt vời luôn ha. Anh tắt đèn ra, tắt đèn ra anh. Đó, cái đường này có ánh đèn đường ngoài đường nó dạ vô quý vị nha, rồi mở đèn lên. Đó. Quá tuyệt vời luôn quý vị ơi, một cặp billet titan bách như anh đang thử trên chiếc xe luôn nha quý vị. Anh đang thử trên chiếc xe luôn ha. Đó, rất là khủng luôn quý vị ơi. Rồi, ok. Đây, cửa hàng mình tên là Độ Đèn Xe Máy Son Anh ha. Có bạn nào làm xin liên hệ shop. Địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn nha. Số điện thoại là 0346669686. Số điện thoại trên đây mình có kết nối thêm Zalo, các bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm thì kết nối Zalo mình ha. Đây là video thực tế 100% không chỉnh ánh sáng, quý vị yên tâm nha. Đây là một cặp billet titan bách nha, thử cái đường rất là tối, có ánh đèn đường dạ vào ha. Tối, cực kỳ tối luôn ha. Và ở dưới đây có cát rắn. Rồi, ok, quá tuyệt vời. Cảm ơn anh trai ở Tiền Giang đã lên shop ủng hộ ha. Rồi, ok, rất là khủng luôn quý vị. Các bạn thấy rất là khủng luôn ha. Cực kỳ sáng khủng luôn. Đó, quá đẹp rồi. Pha đó quý vị, pha có cặp L4 đó nha.